Qua nghe rõ anh nói chưa? Rồi, thế chắc là hôm nay để cho hỏi đi, để cho Đoan thể hiện nhá. Đoan cùng anh làm mấy câu đầu tiên, Đoan với cả Thư thay thế nhá. Qua chạy đâu không biết. Anh nhờ ấy đi, anh nhờ Đoan làm cho anh câu ấy đó. Câu số 1 đi. Một chọn luôn là gì đây? Câu đâu nhỉ? B. Một chọn luôn là B đúng không? Sudden là loại từ gì đây? Sad là tính từ ạ. Ờ, C sudden là loại từ gì vậy? Thế sát đỉnh nó động từ thôi á. Sẽ là động từ đúng rồi. Nó làm cho mình buồn ấy. Ví dụ như là sadden me chẳng hạn. Đấy, nó sẽ là động từ. Trong trường này đây là verb mọi người nhé. Sadness nó sẽ là thành từ. Thì ở đây mọi người ôn lại cấu trúc một chút là to cộng với tính từ. To be cộng với tính từ. Cộng to verb. Nó có một cấu trúc nữa là to be cộng với tính từ. Cộng với verb. Đây là hai cấu trúc. Một số tính từ thì nó phải cộng verb, còn một số tính từ thì nó cộng với to verb. Được chưa? Rồi. Câu số 2, anh nhờ Như làm cho em này. Dạ, câu 2D. Câu 2D, đúng rồi, isn't it? Câu này dễ quá rồi, câu này đúng là câu số điểm. Hai câu đầu tiên, hai câu số điểm nhỉ. Your room trở thành it, is trở thành isn't. Số 3 thì các bạn biết đáp án rồi đúng không? Đây, hai câu mà hai học sinh giỏi của anh đều bị ấy này. Thì toang, cái này các bạn sẽ chọn là a tall order. Đấy, thì toàn sẽ có một câu collocation khoai khoai một chút. Là một việc khó khăn. Một việc khó khăn. Thử thách. Kể cho anh một số những từ mang nghĩa là khó khăn thử thách xem nào. Anh nhờ Như luôn đi anh. Một số tính từ mang nghĩa là khó khăn thử thách. Khó khăn của sách là difficulty. Difficult gì đó. Difficult. Challenging gì đó. Challenging. Có hai cái từ để chúng em đã học rồi, bắt đầu bằng chữ D với cả bắt đầu bằng chữ TA. D. Man. Ding. Demanding, với cả cái từ số 2 là taxing. Cái từ taxing, tax là cái đánh thuế mọi người ạ. Khi mà mọi người bảo cái gì thì nó là taxing ấy, tức là nó kiểu đánh thuế mình liên tục ấy. Khi mà mình nó cứ đòi tiền mình thì cảm giác rất là khó khăn đúng không? Demanding với cả taxing nó sẽ bằng với là a tall order. Ở trong ở đây thì các bạn thấy một cái cụm nữa là by no means. By no means về cơ bản là không chút nào, không tí gì. Không chút nào, không tí gì. Tức là đơn giản là gì đấy? Cái việc giải quyết bài toán này ấy thì nó không phải là một việc khó khăn một tí nào cả. Nó không có gì là một cái việc khó khăn cả. Thì không chút nào, không tí gì. By no means. Câu số 4. Quang nào, Quang quay trở lại cho em. Quang giúp anh câu số 4 đi. She wrote her first cookery book 2017. Câu 4 là B à? B đúng rồi. À, mở rộng, nhắc lại cho em một chút. In nó sẽ đi với thời gian như thế nào em? Ý tức là năm ở đây, ví dụ 2017 là năm chẳng hạn. Ngoài năm ra đi với cái gì nữa? Nó có đi với tháng, đi với mùa. Ví dụ như là vào mùa xuân chẳng hạn. In spring, vào tháng 4. Đấy là tháng 4 là April, in April đúng không? Nào, thế còn on đi với gì em? Ngày cộng với trên một bề mặt nhỉ? Bề mặt đấy là chỉ địa điểm rồi, còn mình đang chỉ thời gian cơ, bởi vì nó là với thời gian là 2017 mà đúng không? On cộng với ngày hoặc là với thứ. Ví dụ như là hôm nay là thứ năm chẳng hạn thì nó phải là on. Thứ năm tiếng Anh là gì em? Thứ năm tiếng Anh là gì? On. Vào thứ năm, chúng ta có tiết học vào thứ hai và thứ năm là on Monday and Thursday. Ngày với cả thứ này, ất thì cộng với giờ. Đó, cho nên các bạn sẽ có là ba cái thời gian khác nhau. Đó chưa? Rồi, số 4 như vậy sẽ có là in nhé. Số 5, như nào em? Như giúp anh số 5 nào. Dạ, số 5D. Đúng rồi, đáp án của mình sẽ là fine. Fine này có nghĩa là gì em nhỉ? Dạ, bị phạt. Đúng rồi, fine này là tiền phạt nhé. Fine này là danh từ mà nghĩa là tiền phạt. Động từ nó nghĩa là phạt. Danh từ nghĩa là tiền phạt. Rồi.
Fee có nghĩa là gì em? Nhiêu nào? Fee là kiểu đóng phí. Phí mà phí ở đây là phí. Phí. Phí dịch vụ. Khi mà em sử dụng một cái dịch vụ gì đó thì em phải đóng phí. Và nó hay có một cái số những cái collocation như kiểu là tuition, tuition fee đúng không? Hoặc là membership, membership fee. Membership fee tức là kiểu em đóng phí làm thành viên hàng tháng ấy. Ví dụ như là kiểu sau này như kiểu như là như, có nhu cầu đi tập gym chẳng hạn. Hoặc là sau này như có nhu cầu đi tập thể dục thể thao hoặc là những cái câu lạc bộ nào đấy. Thường là những cái nơi như vậy nó sẽ thu phí theo tháng. Thì khi mà em đóng tiền theo tháng như vậy thì gọi là membership fee. Đó, hoặc là tuition fee, phí sử dụng dịch vụ. Còn fare có nghĩa là gì em? Fare là vé. Fare không phải là vé mà đây là tiền vé mà tiền gì đấy, tiền sử dụng. Các phương tiện công cộng. Nó hay đi với các phương tiện công cộng nhé. Hay đi với phương tiện công cộng. Phí sử dụng các phương tiện công cộng và hay tiền vé đấy. Nhưng mà nó sẽ có hai cái cụm collocation mà các bạn sẽ hay gặp cực kỳ luôn. Đó là bus fare hoặc là air fare. Tiền sử đi xe buýt hoặc là taxi cũng được. Bus hoặc là taxi hoặc là air fare. Đó. Wage là cái gì vậy em? Như đơn này. Wage là gì vậy? Dạ, wage là tiền lương. Nó gọi là tiền... Tiền lương theo tháng. Tiền công. Còn tiền lương theo tháng thì em gọi là salary. Em phân biệt được wage với cả salary không? Em học mà em quên. Rồi, anh nhờ Đoan xem nào. Đoan có phân biệt được là wage với cả salary khác gì nhau không em? Đoan à? Anh gọi em ạ. Ờ, anh đang hỏi là wage với cả salary khác gì nhau vậy? Đây. Wage là như kiểu tiền công làm cho ngắn, làm cho ca thôi. Ừ. Salary là lâu lâu. Sa- như kiểu tiền lương. Salary là thường là người ta trả theo em hàng tháng đấy. Salary phải tính theo hàng tháng. Và nó sẽ phải làm sao? Theo tháng và phải ký hợp đồng. Tức là em phải ký hợp đồng với một cái bên công ty nào đấy thì người ta mới trả cho em được. Tháng và ký hợp đồng. Tức là nó phải có dấu xác nhận. Còn wage, nó không nhất thiết phải theo tháng nữa, mà theo giờ cũng được. Nó theo ngày, hay là nó theo cái gì đấy thỏa thuận giữa hai bên với nhau. Và không cần phải ký hợp đồng. Thế tiền lương của anh thì gọi là salary hay là wage ạ? Của anh ấy hả? Của anh thì nó cũng chả thuộc cái nhóm nào, tại vì ở đây là anh trả tiền cho anh mà. Đúng không? Còn nếu mà anh đi làm cho người khác, nếu mà anh đi làm cho người khác thì anh nhận tiền theo tháng thì nó sẽ là salary. Còn wage này là cũng không phải, tại vì là có phải người ta trả tiền cho anh đâu. Nếu mà như thế này chắc là sẽ là ngày hơn. Nhưng mà nếu mà như thế này học phí thì vẫn là thu theo tháng thì có thể salary. Có thể gọi là salary. Đúng không? Tại vì mình thu theo tháng mà. Giả sử như là học phí của lớp mình cũng thu theo tháng thì coi như là salary bình thường của anh vậy. Yeah. Rồi, câu số 6. Câu số 5 là fine nhé. Là tiền phạt. Verb của nó sẽ là phạt mọi người nhé. Verb của nó là phạt, phạt tiền ấy. Phạt tiền khi mà mọi người vi phạm luật pháp gì đấy hay là mọi người vi phạm cái gì đó thì người ta gọi là fine. Và nó sẽ fine bao nhiêu tiền thì ấy vào. Ví dụ là fine xương xương vượt đèn đỏ chẳng hạn. Vượt đèn đỏ mất luôn 200.000, 300.000. Thì là I was fined 2,000 Việt Nam đồng. 200,000 Việt Nam đồng. Câu số 6, Quang xử lý đi em. Câu 6 là C ạ. Được rồi. Sau because nó phải là gì vậy? Là một gì ạ? Rồi, as verb phải có object. Còn sau because là cộng với gì em? Là. Sau because là cộng với? Now hay là? Now. Verbing. Khi nào cộng verbing đấy? Khi mà hai mệnh đề nó phải làm sao? Cùng chủ ngữ. Khi mà hai mệnh đề cùng chủ ngữ thì em rút gọn đi được thì nó còn là còn verb anh thôi. Đấy. Giả sử câu này em chuyển cho anh thành because of được không? Nga and kết với cả they ở đây là nhau rồi đúng không? Rút gọn đi còn gì? Nga and kết are close friends because of having many. Đúng rồi, having many things in common. Have in common có nghĩa là gì đây? Có chưa? Sở thích.
Có chung sở thích. Have many things in common, tức là có rất nhiều điểm giống nhau, có rất nhiều sở thích giống nhau. Thế bây giờ không có sở thích giống nhau thì gọi là gì em? Have many things là giống nhiều, có nhiều thứ giống nhau. Thế bây giờ không có gì giống nhau cả. Thì nó là gì? Have nothing in common, tức là chả có tí gì giống nhau cả. Như nước với lửa ấy, nó không có gì similar hết. Đấy, mở rộng cho các bạn này. Have chấm chấm in common, tức là có chung sở thích hoặc là có cái điểm giống nhau. Nhưng bây giờ là have nothing in common, tức là chả giống nhau tí nào. 6 như vậy đó phải là C. Số 7, anh nhờ là Đoan đi em. Đoan làm ra số 7 nào. Câu 7 là... A. Số 7 của mình sẽ là đúng rồi. Đáp án A. Q là thuộc nhóm nào đây? Q là opinion. Gray. Gray color. Và English. Là origin. Được rồi. Như vậy thì phải là Q, Gray, English, Cat. Cái này thì mọi người học nhiều lắm rồi đúng không? Nhắc nhiều lắm luôn rồi. Obsess con. Đấy thì là opinion, size, age, shape, color, origin, material và cả purpose. Vậy là A này. Số 8 anh nhờ Như đi. Dạ câu 8B. Rồi, put off ở đây là gì em nhỉ? Dạ là trì hoãn. Bằng delay bằng với postpone, trì hoãn. Nào, Như ấy cho anh là got out nghĩa là gì em? Dạ, kiểu rời khỏi ha. Ờ, bước ra, đi ra. Bước ra, đi ra này. Đi ra khỏi cái gì? Đi ra. Put out nghĩa là gì em? Put out là dập tắt. Dập tắt lửa rồi. Đúng rồi, dập tắt lửa hay là đám cháy. Đấy thì nó hay đi với những cái lửa hay là đám cháy. Đấy, mọi người học thì mọi người nên học theo cái location thì nó sẽ dễ nhớ. Đám cháy. Bởi vì đây nó cũng là cái phrasal verb nó rất hay gặp thôi. Got out nghĩa là gì em? Get up là như là rời cái nơi nào đó. Ờ, nó là xuống, ví dụ như là xuống xe chẳng hạn. Got off là xuống xe. Đấy. Got off the car. Get off the car. Hoặc là get off the bike cũng được. Được chưa? Như vậy thì 8 các bạn sẽ phải là đáp án đi. Put off này. Số 9. Quang đi em. Số 9. What's shopping? Lý do vì sao đấy? Tại vì nó có quen cho hay... Câu này em dịch ra cho anh có nghĩa là gì vậy? Mình đang quen đang shopping ở siêu thị và cô ấy gặp người bạn. Đúng rồi, đây là cái ngữ cảnh gì đấy? Một cái tình huống đang xảy ra thì máy động khác chen vào, đúng không? Một hành động đang xảy ra thì nó là thì tiếp diễn. Mày sẽ dùng thì tiếp diễn cái đang xảy ra, đúng không? Thì hành động khác chen vào. Cái này thì đơn. Đó. Cái này là thi nhiều lắm luôn ấy. Các năm trước đều thi cái nội dung này là chính. When was shopping in the supermarket when she saw her old friend. Cái này thì mọi người chiều nó sang tương lai cũng được nhá. Ví dụ như là ngày mai thì làm sao? Ngày mai khi bạn đến thì tôi sẽ đang ăn trưa chẳng hạn. Hoặc là ngày mai khi bạn đến thì tôi sẽ đang làm bài tập về nhà. Đúng chưa? Cái việc đấy là cái việc mà chen vào cái việc ở trong tương lai. Thì nó cũng là như thế này thôi. Cũng chỉ khác thời gian thôi. Có 10 Đoan nào? Đoan giúp anh nào? Có 10 ạ? Ờ. Chắc chắn là C. Vì sao? Đây là mệnh đề trạng ngữ. Ờ. Tất cả đều là mệnh đề trạng ngữ mà. Không, ý em là cái nó có cái will give you a call ấy. Will give you a call là mệnh đề chính. Will give you a call tức là đang ở cái tương lai đúng không? Vâng ạ. Dịch ra câu này thì có nghĩa là gì đây em? Khi mà tôi đến nơi thì tôi sẽ gọi cho bạn. Tôi sẽ gọi cho bạn. Đúng rồi, chứng tỏ là bây giờ mình chưa đến nơi mà. Tại vì đến rồi thì vẫn đã phải gọi rồi. Thì không thể là will give được mà phải là I gave you hoặc là would give. Không thể là will được, cho nên là chưa đến nơi. Thì A, B và cả D là loại luôn, tại vì đều là quá khứ. Vâng. Rồi, câu số 11 như nào? A 11 A. Rồi, câu
Fishing. Girls fishing, girls shopping. Mấy cái câu location. Thì bài này cũng khá khá câu location này nhé. Câu số 11 này, a tall order cũng là câu location này. Girls fishing cũng là câu location. Nhưng mà cái tall order hơi khoai hơn xíu. Câu location hỏi hơi nhiều đấy. Câu số 11 là A, chính xác rồi. 12, anh nhớ đoán đi. Hít thở sâu. Đoán cho anh câu số 12 nào. Managing tutor to herself before entering the interview room. Say á. Compose. Compose này có nghĩa là gì vậy em? An ủi, trấn an bản thân. Trấn an hoặc là trấn tĩnh bản thân, làm cho bản thân trở nên bình tĩnh lại. Nó bằng với từ calm. Nó bằng với từ calm là động từ. Và mở rộng cho các bạn một chút thôi. Sau này nếu như các bạn gặp ấy, thì cái compose này các bạn có thể gặp ở dạng động từ. Thì nó có mà là remain hay là stay composed. Tức là duy trì cái tình trạng là ổn định, duy trì cái sự bình tĩnh. Remain hoặc là stay composed. Compose thêm D vào thành phần từ nhá. Đó. Comprise là gì vậy em? Đoan nào? Comprise nó kiểu consist. Comprise là bao gồm. Và consist nó cũng là bao gồm nhưng mà nó phải là consist cộng với. Cộng với. Đúng rồi. Include cũng thế. Include là bao gồm. Câu số 12 thì là đáp án C. Thì thực ra là kiểu cái trấn tĩnh, cái trấn an này là cái nghĩa nó hơi hiếm một chút. Còn bình thường khi mà các bạn gặp ấy, thì các bạn sẽ phải là compose song, compose music. Bởi vì nó liên quan đến âm nhạc. Tại vì compose này nó mang nghĩa là sáng tác mọi người ạ. Hay là soạn này. Sáng tác hoặc là soạn. Tức là nó phải là gì? Nó phải là kiểu liên quan đến âm nhạc. Và người soạn nhạc thì về sau các bạn sẽ gọi là composer. Được chưa? Nhà soạn nhạc. Đấy, gọi là composer. Nào, bây giờ làm cho anh câu số 13. Quang đi em. B ạ. 13 là B, lý do vì sao? Nên là bị động quá khứ. Đúng rồi, bị động vào quá khứ. The house sẽ không thể nào tự nó paint nó được. Nó phải được paint đúng không? Và quá khứ thì đoán không thể là B thôi. Câu số 14, như nào em? Dạ, câu 14B. 14 chính xác là B rồi. Cấu trúc của cái này là gì đấy? Như nhắc lại cho anh nào. Dạ, rút gọn cái after. À, đúng rồi. Đầy đủ của nó sẽ là after đúng không? Having P2. Dạ. Nice cộng vớt. Đấy, khi nào thì mới có được dùng được cái này? Hai về nó phải làm sao? Dạ. Dạ, cùng chủ ngữ. Cùng chủ ngữ, đúng rồi. After having P2 S cộng vớt. Thế thì ở đây mọi người thấy là cái việc written, chủ ngữ đang là she đúng không? Cô ấy có viết được những cái tiểu thuyết không? Câu trả lời là có. Cho nên phải là having written là câu chủ động. Having written a number of novels, she's turned to composing music. À đây, cái compose anh vừa bảo mọi người xong này. Composing music, soạn nhạc ấy. Tức là sau khi hoàn thiện xong, viết xong một số cuốn tiểu thuyết, thì cô ấy chuyển sang là soạn nhạc. Một người rất là đa tài đúng không? Vừa viết lách lại vừa soạn nhạc. Rất là đỉnh. Thế thì ở đây học thêm một chút, ôn tập thêm một chút. Đó là a number of thì cộng với. Nên cái số nhiêu? Cộng với na số nhiêu? Yeah. Đó. Và có một cái nữa các bạn sẽ học thêm đó là turn to. Turn to này thì không phải là to verb đâu, mà turn này, to này nó là giới từ. Cho nên các bạn sẽ học cho anh là verbing hay là nào. Đấy là lý do vì sao mà các bạn học là turn to composing, chứ không phải là turn to compose. Chuyển qua turn to tức là chuyển qua làm một cái gì đó. Là turn to. Câu số 15, Quang đi. The better its services are, crowded the restaurant gets. Em chọn là gì vậy? Quang à? The more, đúng rồi. Đây là cấu trúc gì đây? So sánh gì đây? Càng. Tức là double so sánh hơn đúng không? Hai so sánh hơn với nhau đấy. The better its services are, the more crowded the restaurant gets. Dịch vụ càng tốt thì khách nhà hàng càng đông. Rồi, 15 câu đơn giản nhỉ? Chỉ có vài câu từ vựng hơi khoai một chút. Cái từ compose này, xong rồi là cái từ tall order.
Ở đâu bài cô khác thì là cơ bản mà không thấy gì. 16, Quang làm luôn cho anh nào. Đó là 16 là B đúng rồi. Here you are cái là gì vậy em? Can I borrow your pen? Nam đúng không? Here you are tức là làm sao? Đây này. Tức là ở đây này. Đúng không? Đây này, đưa bút cho xong rồi luôn. Câu này mà hỏi anh Việt Anh thì câu trả lời sẽ là no. Can I borrow your pen? Việt Anh. Đơn giản là bởi vì là anh không có bút. Thế cũng không không cho mượn được. Chứ không phải là ghét bỏ hay là cái gì đâu nhá. Đơn giản là anh không có bút thôi. Bây giờ toàn là việc ở trên máy tính là chính rồi. Bây giờ không phải ghi chép gì mấy nữa. Type nó tiện hơn nhiều. Here you are. Câu số 2. Đoàn đi em. Đoàn giúp anh nào. Có bao nhiêu, có 17 đây. 17. 17 là đây ạ. You're welcome. Được rồi. Nào mở rộng một chút kiểm tra về câu location. Compliment là lời khen đúng không? Khi mà em muốn khen một ai đó, em sẽ dùng câu location nào? Like ạ. Make a compliment không phải? Pay. Pay ạ. Pay somebody a compliment. Pay somebody. Đúng rồi, đây sẽ là lời khen em tặng ai để một lời khen nhé. Còn compliment nó cũng sẽ là compliment somebody. Giới từ của nó là gì em? Compliment khen ai để về cái gì đó. Cộng với on something. On something. Đây là verb, còn đây là danh từ của nó nhé. Đấy. Compliment somebody on something. Ví dụ như là compliment on my looks. Compliment on my hair, compliment on my English abilities. Ví dụ như vậy, on something. Compliment somebody on something. Đây là cấu trúc về compliment. Câu số 18. Như đọc cho anh cả 4 từ và chọn cho anh nhé. Câu A là colorful, romantic. Colorful, romantic, difficult, positive. Chọn luôn. Nên là chọn câu B. Đúng rồi. Romantic, difficult, positive, colorful. Rồi, 19, quan đọc đi em. Quan à? Em đọc cho anh xem nào. Đọc luôn không phải nào anh. Story. Amount, story, đúng rồi, tiếp đi em. Money, tiếp nào. Picture, đúng rồi, amount là số 2. Nice. PA nhẹ nhàng luôn, không phải 4 điểm. 20, Đoan đọc cho anh nào. Câu 20 là stopped, handed, worked, like a mist. Đúng rồi. Đây ạ. Chính xác. Đây là, còn lại đều là T hết. Stopped, handed, worked, missed. Đều là T cả. Thì ở đây nhắc lại một chút cho các bạn. Nếu như mà mọi người muốn đọc là ật, thì đằng trước nó phải là, cái âm ban đầu của nó phải là T hoặc là Y đúng không? Chả đá đấy. Có khi nào các bạn đọc là T. Sáng sớm chạy khắp phố phương. Sáng sớm. Sáng sớm là âm S này này. Hoặc là âm sờn ạ. Chạy khắp phố phương là âm T. Âm TS thì làm chờ ở đó đấy. Khắp lập khờ. Phố, T, phường. Sáng sớm chạy khắp phố phường. Nó chính là cái này. Là âm T. Đấy, còn trà đá sẽ là ít. Câu 21, anh nhờ Như nào. Dạ, 21 là date, pain, place, make. Để chọn câu B. Đúng rồi, cái đằng trước mình sẽ đọc là A đúng không? Còn cái này mình chọn là A. Bank. Date, place, make, bank. Rồi. 21, 20, 21 là đã xong. Còn cái câu số 22. Kiểu sao này nhá, câu số 22 là câu đồng nghĩa. Ồ, nhưng mà cái đồng nghĩa dễ thực sự mọi người ạ. Giờ là anh không nghĩ là kể cả cho thi thử đi chăng nữa hoặc là để mẫu chăng nữa, không ngờ nó dễ như thế này. Glad, quan trọng luôn cho anh nào.
I'm really glad to tell you we have been selected for the job. Glad ở đây bằng gì vậy? Quang à? Glad là gì? Vui mừng. Vui mừng, chọn luôn. Happy. Tôi rất vui mừng thông báo cho bạn rằng là bạn đã được lựa chọn cho công việc này. Câu 22, con 23 làm luôn đi. Vâng là... By taking part-time jobs, đúng rồi, understand how hard it is to earn a living. Earn a living là gì vậy con nhỉ? By taking part-time jobs nghĩa là gì đấy? Bằng việc đi làm part-time đúng không? Học sinh có thể hiểu được là cái việc kiếm tiền hoặc là kiếm sống nó khó khăn như thế nào. Tức là tìm ra được kiếm được đồng tiền không dễ, đúng không? Tìm được đồng kiếm được đồng tiền không dễ, kiếm sống hay là kiếm tiền. Đấy. Rồi, A và B nhé. Câu số 24. 24 thì đoán giúp anh câu số 24 nào. 24 là... A. Ai từ là A, two of a kind có nghĩa là gì em? Two of a kind kiểu giống nhau ấy ạ. Giống nhau. Thực ra là nó là xuất phát của cái one of a kind đấy. Đoan đọc cái này bây giờ chị em, one of a kind có nghĩa là gì vậy? Em chưa. Kiểu con này em đoán nghĩa thôi. Đoán nghĩa của nó đúng không? Kind là loại. One of a kind tức là chỉ có duy nhất một giống hay là một cá thể cho cái loại đấy thôi. Tức là nó đập kết vô nhị. Nó chính là bằng unique. Thế thì bây giờ người ta lắp cái này vào cái phần câu này thôi. Two of a kind, tức là hai cái của cùng một loại, tức là giống nhau. Đều là cái perfectionist, tức là những cái người mà làm sao? Rất là cầu toàn, cái gì cũng phải thật là hoàn mỹ, thật là hoàn hảo. John and Lian là hai người giống nhau, đều là perfectionist cả. Thì đối lập với nó phải là differ. Differ from each other, tức là khác biệt. Nhưng mà cái này là có một cái hay ho nữa là từ lead. Lead hoặc là leave, cộng với earn, cộng với tính từ, cộng với life hoặc là lifestyle. Tức là sống một cái cuộc sống hoặc là sống một cái lối sống đấy như thế nào. Ví dụ như là bây giờ mọi người bảo là có một cái cuộc sống rất là bận rộn đúng không? Mọi người sẽ gọi là lead a busy life hoặc là lead a busy lifestyle. Đấy, tức là sống một cái cuộc sống rất là bận rộn. Thì lead hay là live đều được. Mở rộng cho các bạn nhé. Lead healthy life hoặc là lead a healthy lifestyle đều ok. Share common values, tức là chia sẻ những cái giá trị giống nhau. Overcome cultural differences, tức là vượt qua những cái khác biệt về mặt văn hóa. Tóc vào đây không hợp lý lắm. Cái đáp án của mình phải là 25, anh sẽ nhờ Như nào. Adult moment. Dạ, 25 là B. Rồi, em suy luận như nào đấy? Em biết những từ này trước đây chưa? Dạ, em biết. Thế thì nêu cho anh đồng nghĩa của từ adult xem nào. Kiểu chán nản rồi sao? Nó bằng với boring, bằng với gì nữa? Mở rộng này. Nó. Monotonous. Nó bằng với gì nữa? T-T-Us. Để nó mang nghĩa là nhàm chán nhé. Mà cái từ này các bạn phải biết này. Dull, boring, monotonous, tedious. Để mang nghĩa là nhàm chán. Hoặc không thì các bạn cũng loại được thôi. There is never a dull moment when Bing's around. Tức là không bao giờ có một cái khoảng cách như thế nào đấy khi mà Bing's quanh đúng không? It's funny stories always give people a great time. Funny story tức là những cái câu chuyện cười hoặc là những cái câu chuyện vui vẻ của anh ta lúc nào cũng cho lúc nào cũng khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái. Yeah. Thì cái từ này nó phải là một từ tiêu cực. Đối lập với một từ tiêu cực nó phải là từ tích cực. Trong bốn từ này thì mọi người cũng chịu được chỉ có B là tích cực thôi. Đó nó phải là B. Rồi, câu số 26. 26 thì anh sẽ nhờ Đoan à? Đoan cho anh 26 nào. Câu 26 là... Để 2 tuần rồi nha, bây giờ em phải suy nghĩ lại này. Với là cấm. Exception. Câu A. Câu A đúng rồi, exception. Exception là ngoại lệ.
Em được chọn câu này vậy đó. Student thì làm sao? Cấm. Học sinh thì bị cấm mang các thiết bị điện tử vào phòng kiểm tra và không có trường hợp ngoại lệ. Bất cứ bất cảnh nào. Còn câu ăn không trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì học sinh được phép mang thiết bị điện tử vào phòng kiểm tra. Đúng rồi. Không bao giờ được, tức là không dưới bất kể một cái tình huống nào, không dưới bất kể một cái tình huống hoàn cảnh nào để đem vào. Thì 26 nó phải sẽ được đạt đáp án. Đáp án A đúng không? Đó, còn câu B thì by no means là không chút nào, không tính nào thì mọi người đã biết được rồi nhá. Nhưng mà nó có vấn đề đó từ were này. Thế với cái từ were này nó làm cho câu B bị sai. Tại vì đơn giản là câu ban đầu của mọi người đang là thì hiện tại. Student are or that is đều là hiện tại hết. Thì không thể nào là were được. B là phải loại từ đầu tiên. At no time are student banned. Tức là không lúc nào học sinh được bị cấm cả. Tức là không bị cấm, tức là học sinh được mang vào đúng không? Được mang thiết bị vào. Đấy. At no time là bị cấm mà. At no time là bị cấm, tức là lúc nào nó cũng được mang vào. On no occasion are students banned. Tức là không, tức là học sinh cũng được mang thiết bị vào. Và như vậy là nó bị sai. Đáp án của mình chỉ có thể là A. Câu 27, Quang giúp anh đi. Hai bảy qua dịch cho anh trước, sau đấy chọn đáp án cho anh. Đúng rồi. Cô ấy không đủ tiền. Đúng rồi. D. D. Chính xác. Vì sao chọn D được em? Cô ấy ước là cô ấy. Ước là cô ấy có đủ tiền. Để có thể mua mình. Đúng rồi, chính xác. Wishes she had enough money. Nếu mà ước ở hiện tại thì làm sao em? Phải lùi về đâu? Quá khứ. Lùi về quá khứ. Tại vì nó không có thật ở hiện tại đúng không? Thế còn ước ở quá khứ? Lùi về. Lùi về quá khứ hoàn thành. Đúng rồi. Ở đây rõ ràng là cô ấy không đủ tiền để mua cái máy tính đúng không? Đây là cô ước thì ước phải ước ở hiện tại. Phải lùi về là she had enough money. Như vậy câu 27 này đáp án sẽ phải là đáp án đi. Rồi, câu 28. Qua làm nút anh luôn được không? Chọn đáp án sai và sửa luôn cho anh nào. Qua làm luôn được không anh? My brother helped me with my homework yesterday evening. Đúng rồi. Đúng rồi. Tại vì đây là quá khứ rồi mà đúng không? Rất là dễ dàng. Thực ra là cái này mọi người nhớ lại cái quy tắc ngày xưa khi mà mọi người rồi. Khi mà tìm bài lỗi sai ấy, xem động từ đầu tiên. Chưa xem bất kể một cái gì cả. Nhìn cả bốn cái lỗi xem có động từ không. Mọi người phải tập trung vào động từ cho anh đầu tiên. Tại vì động từ nó có rất nhiều kiến thức. Cực kỳ nhiều kiến thức. Thế cho nên là thường nó sẽ sai vào động từ. Điều đấy không có nghĩa là nó không sai vào cái khác mọi người nhé. Không phải cái nào động từ đâu. Nhưng mà động từ nó phải chỉ đến 99%. Và năm nào nó cũng có một câu liên quan đến động từ. Phải lưu ý cho anh. Câu số 2 sai ở đâu nhỉ? Như nhỉ? Dạ 29 là câu C. Sửa thành. Là câu số chuyển cái his thành chữ đèo. There, đúng rồi. Tại vì đằng trước của mình đây là teenagers là số nhiều. Đây phải thành there. Tức là rất nhiều trẻ vị thành niên, đúng không? Tuổi teen đấy. Thì khác biệt so với người lớn ở cái quan điểm về tình yêu cũng như là về hôn nhân. Nên C các bạn phải thành there. Câu số 30. Đoan giúp anh nào. 30 Đoan chọn là gì và sửa thành gì vậy? Câu 30 em chọn là A. Sửa thành. Comparable. Comparable, đúng rồi. Comparative có nghĩa là gì đấy? Comparative là tương đối. Là so sánh. Ừ. Ờ, nó là so sánh đấy. Nó là tính từ của cái gì đấy? Nó là tính từ của... Compare. Nó là so sánh. Đơn giản là so sánh thôi. Còn comparable có nghĩa là gì ấy? Là tương... Nó như kiểu là tương tự ấy ạ. Tương đương, có thể tương tự. So sánh. Đúng rồi. Để kích cỡ số lượng. Thì ở đây có nghĩa là gì vậy? Một cái nhà tương đương như vậy ở trung tâm thành phố thì sẽ làm sao? Thì có khá xấp xỉ là đắt gấp 5 lần cái này, cái nhà này nên là thể nào trả tiền được. Rồi, tức là cái nhà này này này, cùng một cái nhà này nhưng mà giá ở nông thôn sẽ khác so với giá ở thành phố. Giá ở thành phố nó phải đắt gấp 5 lần so với cái giá nhà đấy ở nông thôn. Và khi mà nó quá đắt như vậy thì mình không chỉ trả được. Thì approximately là khoảng hay là xấp xỉ nhá.
nó bằng cái từ almost, nó bằng cái almost. Thì ra cái này mở nhắc lại một chút thôi. Năm ngoái thì ra nó cũng có một cái câu, cái đề 2021 mọi người ạ. Cái đề 2021 nó cũng có một cái câu kiểu như này, tức là nó cho hai từ, nó cho hai cái từ xuất phát của cùng một từ ban đầu. Nó là cho hai tính từ, đó là từ gì? Nó cho mọi người cái từ confidence. Đây là tính từ mà nghĩa là tự tin. Với cả confidential. Đấy. Cái này có nghĩa là tuyệt mật. Nó cho hai tính từ nó nhìn xem nhau, nó cùng của một gốc. Như vậy thì cái lỗi này nó không phải sai về ngữ pháp mà nó sai về nghĩa. Các bạn này phải, các bạn phải biết về từ vựng cơ, chứ nó không chỉ đơn giản là ngữ pháp không. Thì confident với confidential là một cái năm ngoài nó ra này. Nó có một cái nữa đó là intelligent, có nghĩa là thông minh, với intelligible. Đây có nghĩa là có thể hiểu được, dễ hiểu đấy. Đấy, thì đây là hai cái cụ mà các bạn có thể học thêm, tại vì năm trước nó ra rồi. 30 mình đã xong rồi, như vậy đáp án phải là A nhé. Còn câu này thì các bạn sẽ chọn. Bài mốt quan làm đi ạ. Bài mốt nào. Bài mốt là D. Bài mốt là D, đúng rồi. Đơn giản thôi. Not necessary, tức là không cần thiết đúng không? Không cần thiết thì là need and do this project. Và luôn. Quan làm luôn cho anh 32 đi ạ. Can do this exercise. Mark said. Đổi thành gì em? Đây là câu trực tiếp làm tiếp đấy. Lý do vì sao? Trực tiếp làm tiếp thì phải làm sao? Lùi. Lùi thì của động từ thôi. Can do và đổi thành là could do. Như vậy thì chỉ gọi là could do thôi đúng không? A với cả D thôi. B với cả C là loại luôn. Bởi vì là can do mà. Không lùi thì loại. Mark thì phải đổi thành he. Như vậy đoán chỉ có thể là D thôi. Làm rất nhanh gọn. Mấy câu này là câu cho điểm mà. Cho nên là đừng mất nhiều thời gian nhé. Làm những cái câu phía dưới. Dành thời gian làm những câu phía dưới. 33. Quan sử nốt đi. 33 quan sử nốt là xem nào. Đúng rồi. A month ago. Đổi thành là kéo dài từ quá khứ đến bây giờ thì em dùng cho anh hiện tại hoàn thành. Hasn't gone out with his friends for a month. Lần cuối gặp là một tháng trước, tức là từ một tháng trở lại đây là chưa gặp nhau lần nào. Đấy, thì 33 các bạn phải chọn đáp án ra đi nhé. Trời ơi, cảm giác là kiểu ngon ăn thế nhỉ. Thế này thì bài này anh đánh giá là kiểu điểm 8 không khó. Điểm 8 không khó tí nào. Nhưng mà điểm 10 là cũng hơi khó đấy nhá, tại vì có mấy câu từ vựng đấy. Trên 9 là cũng không phải khó, nhưng mà 10 có vẻ hơi khó hơn. Câu đầu tiên, 34, như nào em? Dạ, 34D. Vì sao luôn em? Dạ, tại family là danh từ số nhiều mà đến được nên là D luôn. Đúng rồi, không cần phải đọc đúng không? Đã mất thời gian, mấy câu về ngữ pháp là cứ chọn luôn, không phải đọc quá nhiều nữa. Câu 34, như dịch cho anh nào, từ đầu ý cho đến hết câu số ấy luôn em. Programs together. Dạ, TV là vẫn là một những cái hình thức giải trí phổ biến nhất. Nó vâng. Mang đến cho con người gần nhau hơn. Nhiều gia đình vẫn xem những cái chương trình hay là tận hưởng những cái trực tiếp thể thao, chương trình thể thao cùng với nhau. Nhà em có hay xem TV với nhau không nhỉ? Nhà em có hay xem TV cùng nhau không? Dạ có, ngày nào cũng xem. Ngày nào cũng xem, chắc kiểu lúc ăn tối các thứ đúng không? Ăn tối là tí nữa 7 giờ xong là ăn tối luôn này. Thì chắc là xem thời sự. Nhà anh cũng hay xem thời sự lắm. Kiểu tầm 7 giờ tối lúc mà anh xong việc ấy, thường là cả nhà sẽ ngồi tụ tập với nhau, vừa ăn xong vừa xem thời sự. Xong rồi lại xem tình hình thế giới là làm sao. Bố anh là rất là passionate về chủ đề luôn. Bố anh là nghiện thời sự ấy, phải năm. Tức là ngày xưa anh không thích thời sự thế nào đâu. Nhưng mà xong rồi là kiểu bởi vì bố anh cứ bật suốt cho nên là mình cũng xem rồi thành quen ấy. Chứ còn ngày xưa cũng chả để ý mấy. Bây giờ lại thấy không xem thiếu thiếu. Thật sự. Còn nhà của mọi người thì sao? Nhà của Đoan thì có hay xem TV cùng nhau không?
mình mẹ em xem người xung quanh toàn xem mấy cái trên Facebook toàn mấy cái về cái đấy mấy clip giải trí các thứ linh tinh đúng không, chứ không phải thời sự nói chung đỡ đau đầu. Không anh ơi, nó kiểu thời sự nhưng mà nó không phải thời sự chính thống anh ạ. Nó tức là nó cũng là update tin tức đúng không, nó cũng là tức là mẹ cũng xem tin tức nhưng mà mẹ không xem ở trên TV mà lại xem trên Facebook Watch. Xem suốt ngày luôn anh ạ, em xem đến mức là cái đợt mà bầu cử Joe Biden với cả Donald Trump ấy, ôi giời ơi, em xem đến mức mà ván ở đầu luôn. Mẹ lại thích chủ đề đấy, chính trị, chính trị mẹ thích à? Em thích mấy cái đấy lắm, mấy cái bà Phương Hằng các thứ suốt ngày xem. Drama, xem drama, drama, tức là mẹ cũng hóng drama. Trời ơi, cái gì mẹ em cũng biết, em kiểu không phải tin nổi, xong rồi mấy cái vụ chiến tranh các thứ. Đấy, em phải nghe, em làm toán làm tiếng Anh lúc nào mẹ em cũng nghe, lúc nào mẹ em nấu cơm cũng nghe, thở một tí là nghe. Mẹ đấy là cũng hóng phết đấy, hóng tin tức thế giới, không chỉ ở thế giới mà trong Việt Nam kiểu drama bốn phương tám hướng nó phải nóng đấy. Mọi người tao cũng sẵn sàng. Đỉnh đỉnh đỉnh. Các cụ thế là đỉnh thật sự. Bố em có thấy không? Bố em xem sơ sơ rồi, bố em còn xem mấy cái gì suốt ngày gửi Facebook cho em. Đọc chữ được chữ thì cách làm giàu với kiểm soát bản thân, định hướng tương lai. Ôi giống hết bố anh, cái đấy giống hết bố anh luôn. Giống hết bố anh. Không rồi, em bảo là em không thích xem đọc nhiều đâu, em xem trên YouTube cái khác rồi. Nói chung nó hay hơn, với cả nó không bị lý thuyết quá. Ôi bố anh cũng thế, bố anh suốt ngày là gửi cho anh những cái gì nhỉ cậu? Không nên ngủ muộn, hoặc là bố anh sẽ gửi cho anh là không nên uống trà sữa, hoặc là bố anh sẽ gửi cho anh là kiểu không nên đi ăn lẩu. Xong rồi bố anh gửi cho anh một cái là kiểu cái xuất xứ thịt bò buffet nó xuất xứ ở đâu ấy. Xong gửi lên cái đấy kiểu không nên đi ăn lẩu, tức là toàn gửi những cái gửi kiểu mệt mỏi. Thật sự. Nhiều lúc không biết rap sao cho nó vừa lòng anh ạ. Không nhìn thì lại kiểu bảo là sao không đọc tin nhắn của bố. Đúng rồi. Mệt ghê, cái khổ quá. Lúc này bố hỏi là thế đã xem chưa con. Chết mất. Rồi, nhà của Quang thế nào em? Nhà của Quang thì ở nhà Quang xem TV các thứ cùng nhau không? Quang à? Alo ạ. Nhà của em hay xem TV cùng nhau không? Có ạ. Bình thường là lúc ăn cơm thì ngồi xem mà hay là kiểu lúc rảnh rỗi là cũng ngồi xem với nhau vậy? Cũng tầm tầm 7 giờ gì đấy đúng không? Tức là cũng xem thời sự với nhau đúng không? Giờ phim em có xem phim tầm 9 giờ tối ấy hả? Phải mất giờ đấy không? À thế là cũng fan của phim Việt Nam rồi này. Rồi hay xem phim gì đấy? Anh nhớ đợt trước có một cái đợt mà kiểu Hoa Hồng Trên Ngực Trái hay là cái thứ gì đấy, hoặc là cái gì ở trong đất hot, cái gì nhỉ, kiểu Về Nhà, cái gì nhỉ, Về Nhà Đi Con hay cái gì nhỉ, nói chung là rất hot, phim Việt đợt trước rất là hot. Thế là xong rồi mẹ anh cũng rất là thích, mẹ anh rất nhiều phim Việt, thế là mẹ anh cứ bật, thế là xong rồi anh phải xem, tại vì là ở cùng phòng với nhau, đợt đấy là đợt mùa hè, thế là xong rồi ngồi cùng phòng để bật điều hòa các thứ, thế là xong rồi kiểu cứ bật suốt những cái phim đấy thôi. Mình thì mình đang ngồi làm việc, thế là mình cũng phải xem cùng, xem cho nó giải trí, xong rồi là có chuyện để nói với nhau ấy. Thế là thì nó đến cái phần sau luôn. TV gives people something to talk about, tức là nó sẽ giúp cho người ta có chủ đề để nói chuyện với nhau. Đó thì xem phim cùng nhau thì bắt đầu ngồi chém gió linh tinh, xong rồi kiểu ôi thằng này điên thế, con kia dở hơi vãi, cái kiểu như vậy. Thì nó sẽ là một cái gì đấy để mọi người gắn kết với nhau nữa. Rồi, quay trở lại nhá. Thì câu lượng từ này mọi người dễ dàng chọn luôn là many đúng không? Tại vì danh từ là family, số nhiều. Thì tất cả những cái A, B, C không đi với số nhiều, chỉ có D mới đi số nhiều. Câu 36. Câu 36 thì Quang làm đi, Quang làm cho anh nào. Ba sáu là B. B không đúng không? Em dịch cho anh trước đi. Em muốn làm nên từ thì em phải dịch cho anh trước. Tức là TV thì cung cấp cho mọi người một số, tức là thông qua TV thì mọi người có chủ đề chung để nói với nhau ở trường học hay là chỗ làm. Và nó làm sao đây? Và nó giúp cho chúng ta bàn luận về những cái vấn đề quan trọng. Bàn làm. 35, 35.
Vivian thì giống như tất cả mọi thứ trên thế giới thì đang thay đổi. However. Although được không em? Although nó phải cộng với hai cái gì? Không. Cộng với hai mệnh đề. Nó nối hai mệnh đề mà đúng không? However thì ở đây nó nối hai câu. Ở đây là nối hai câu đúng không? However nó có hai hướng nhé. Là nối hai câu. Hoặc là nối hai mệnh đề. Đấy thì ở đây mọi người thấy rõ ràng là cái này là đang nối hai câu rồi. Tại vì đây là chấm. Sau này nó chỉ có duy nhất một mệnh đề thôi. Thì không thể nào là although được. Tại vì although nó chỉ nối hai mệnh đề trong một câu thôi. Đây là nối hai câu. Thì các bạn chọn cho anh however. Câu 36. 36 như làm cho anh ạ. Dạ, 36B. Đúng rồi, vì sao đây? Dạ, dịch thì là cái ảnh hưởng mà lớn nhất mà TV ở trên TV gần đây đó chính là công nghệ. Dịch là trên TV gần đây thì nó hơi bị sai. Cái này không phải là trên TV đâu. Mà cái này là cái ảnh hưởng lớn nhất lên TV. Là công nghệ. Tức là công nghệ là cái gì đấy? Công nghệ là cái đối tượng tác động lớn nhất lên TV. Đúng chưa? Tức là làm sao? Sau đấy thì người ta sẽ nói cụ thể hơn là tác động như thế nào. Đó là computers với cả internet đúng không? Đã thay thế hoàn toàn cách mà chúng ta lấy thông tin với cả giải trí. Tức là bây giờ người ta không chỉ xem ở trên TV đâu. Hoặc là kể cả xem ở trên TV đi chăng nữa nhé. Mọi người phải lên internet. TV bây giờ kết nối với internet. Hoặc là bây giờ thậm chí người ta không mấy người xem TV nữa. Bản thân anh bây giờ anh không hay xem TV mấy. Toàn dùng máy tính với cả điện thoại để xem thôi à. Chứ còn mấy người lên TV ở đâu. Xong rồi là xem phim với cả video online đúng không? Becoming more and more popular. Bây giờ có nhiều lựa chọn ngoài TV lắm. Cho nên đấy chính là cái ảnh hưởng của technology lên. Thì mọi người học luôn nhé. On something hay là someone. Ảnh hưởng lên cái gì hay là ai đó. Thì nó sẽ có một cái từ là have. On. Cộng với tính từ. Cộng với in. Đấy, đây là cấu trúc có một cái ảnh hưởng lên. Câu số 37. Quan làm đi. Câu này là về đại từ quan hệ. Ba bảy nó qua. Vậy là which đúng rồi, tại vì ra bổ sung nghĩa cho computers với cả smartphone đúng không? Ra là vật. Trên 37 phải which. 38 đoán chốt hạ đi. Câu 38 là C là viewers đúng không? Mình sẽ dùng là TV viewers. Từ presenters là người thuyết trình này, visitors là khách du lịch. Spectators là gì vậy? Cái kiểu là xem ở khán đài. Đúng rồi, đây là những cái người mà người xem. Nhưng mà xem ở đây là xem những cái public performance ở stadiums nhiều hơn. Nói xem public performance hay là public events. Thường nói về sport event nhiều hơn. Chủ yếu là sports event nhé. Stadium. Sân vận động. Thì gọi là spectators. Rồi, xong rồi đấy. Một điểm trong tầm tay. Thì nhắc lại một chút này, sau này mà các bạn đi ôn nhé, các bạn muốn ôn ấy thì nhớ cho anh nó sẽ có hai câu về từ vựng, hai câu từ vựng cộng ba câu ngữ pháp. Ngữ pháp thì thường nó chỉ hỏi về ba cái nội dung ở đây thôi này, lượng từ này, liên từ với cả đại từ quan hệ. Quan đi của lại nó chỉ có ba cái nội dung này thôi mọi người ạ, nó không hỏi những cái khác đâu. Còn về từ vựng thì nó sẽ hỏi nghĩa với cả hỏi collocation. Rồi, sang câu số 38 nhé. Đến câu số 38 thì anh sẽ lại bật hai màn hình. Câu số 38.
28 thì cả nhà sẽ xem cho anh là cái gì vậy. Mọi người sẽ phải ưu tiên cho anh thứ tự câu hỏi. Ưu tiên thứ tự làm bài. Tức là xem làm cái gì trước, làm cái gì sau. Là cái nào dễ hơn thì mình làm trước, cái nào khó thì mình làm sau. Bây giờ đọc vào mấy câu như sau nhé. Như sẽ xác định thứ tự làm cái gì trước, làm cái gì sau cho anh. Dạ, đầu tiên là làm mấy cái từ vựng trước, mấy cái từ mà đồng nghĩa đó. Đúng rồi, chọn luôn cho anh nào. Intelligent đáp án là gì em? Dạ, câu A. Câu này đúng là kiểu biểu điểm nhỉ. Intelligent là bằng clever, là quá dễ rồi. Dây ở đây thì bắt đầu phải đọc một chút này. Dây ở đây là bằng với cái gì? Như đọc cho anh xem chọn luôn. In the summer, they sometimes sleep as little as 6 hours without having any problems. Dây đây chỉ gì vậy? Dạ, 43 là B. Chỉ people đúng không? Rồi, sau luôn hai câu rồi. Intelligent là bằng clever, không phải đọc cũng biết. Còn they ở đây thì mọi người đọc thêm thôi. Vào mùa hè thì họ phải làm sao? Họ ngủ 6 tiếng mà không có vấn đề gì. Họ ở đây chính là chỉ people, bởi vì câu đằng trước của nó đang là people mà. Mọi người thường ngủ nhiều hơn vào mùa đông, thậm chí đến tận 14 tiếng vào ban đêm. Nhưng mà vào mùa hè thì họ ngủ ít hơn, chỉ có 6 tiếng thôi. Thì đây này sẽ là people. Sau khi làm 4243 xong thì bắt đầu quay lại cho anh làm. Ui, mới qua làm đi em. Cái nào không được nhắc đến, nó là một cái mà bị ảnh hưởng bởi sleep. Đoạn 1 chỉ có 2 dòng. Cái nào không được nhắc đến là bị ảnh hưởng bởi sleep. Trong 4 cái này. Memory, feelings, behavior và cái diet. Đúng rồi. Tại vì là dòng thứ 2 này. It can also affect our feelings, behavior and memories. Đoạn phải là diet. Rồi. 41 qua làm được luôn không em? Qua làm cho anh 41 nào. Cái nào nó là kết quả của việc mà mất ngủ? Losing sleep, consequence of losing sleep. Mất ngủ nó dẫn đến kết quả gì? Our health become worse, tức là sức khỏe tệ đi đúng không? Chúng ta có ít thời gian để làm việc. Mọi người có thể làm hoàn thiện những công việc hàng ngày của họ. Với cả là cơ thể của chúng ta làm việc tốt hơn. Qua làm được lớp 41 không em? Qua làm cho anh 41 nào. Anh đọc đáp án. Đó, anh đang dịch nghĩa đáp án đấy, thì em chọn cho anh đáp án là gì đấy? ABCD, đáp án là gì? Cái thậm chí là em thấy thông tin ở đâu? Thông tin ở đâu cho mày này? Đó là gì đấy? Losing just one or two hours of sleep a night. Mất đi 1-2 tiếng ngủ đúng không? Qua một thời gian dài thì làm sao? Có thể badly affect our health. Badly affect tức là ảnh hưởng xấu. Ảnh hưởng xấu tức là làm sao sức khỏe của mình làm sao đây? Đến tệ đi. Đúng không? Thậm chí là câu 41 này thậm chí mình không cần phải đọc nữa mọi người. Tại vì nó là kết quả hiển nhiên mình mọi người nghe. Đây là dựa vào kiến thức tế của mọi người. Mọi người nghe báo chí, phương tiện truyền thông là nói quá nhiều rồi mà. Mọi người chọn luôn cũng được cho nên không cần phải đọc. Với những cái bài này kiểu nó quá dễ, thật sự là quá dễ, không có gì để mà ấy được. 39. Làm luôn cho anh nhá. Bài này nói về cái gì đây? Benefits of getting up early. Ways to sleep better. Causes of losing sleep. Và tầm quan trọng của việc ngủ. Quan trọng luôn đi em. 39 là gì? Qua rồi. 39, ý chính của nó là gì vậy? Đó là important of enough sleep. Ngay câu đầu tiên luôn này. Chúng ta nghe nhiều về tầm quan trọng của việc ngủ đủ đúng không? Ngủ sẽ làm gì đó, ngủ sẽ như thế nào đối với cơ thể này. Xong rồi là nó ảnh hưởng như thế nào. Đây là tầm quan trọng, những cái ảnh hưởng tác động của cái ngủ lên cơ thể chúng ta này. Xong rồi là phía dưới nó bảo luôn đấy. Ngủ thiếu 1-2 tiếng thôi là ảnh hưởng đến sức khỏe này. Tức là thiếu ngủ thì nó như thế nào, xong rồi ngủ đóng vai trò như thế nào. Tầm quan trọng của ngủ. Đó chính là D nhé. Rồi, còn nốt bài sau thôi là xong rồi. Còn nốt bài sau. Quang làm được cho anh 46 đến 48 ấy. Quang làm cho anh 46 đến 48 được không? Task này bằng với cái gì vậy? Nào, muốn xem nó bằng cái gì thì em phải đọc cái này.
In online reading, the brain gets better. Bài đang nói về là online reading đúng không? Tức là việc đọc và thông tin trên mạng. Có rất nhiều lợi ích về các ưu điểm và nhược điểm của online reading. In online reading thì làm sao đây? Não bộ làm sao? Não bộ trở nên tốt hơn. Doing many tasks at the same time. Cho nên task này bằng gì đây? Interview là gì? Phỏng vấn, exam là bài kiểm tra. Jobs là công việc. Đây là gì? Nói chuyện. Thế anh bây giờ đáp án là gì? Cái task nó bằng với cái gì? Bài kiểm tra. Bài kiểm tra ấy, sẽ bài kiểm tra được. Em đang đọc đọc mà kiểm tra được. Nó phải là nó có phỏng vấn không? Nó có làm nhiều phỏng vấn hay là nó có làm nhiều nói chuyện được không? Đó, nó phải là gì em? Nó phải là jobs. Tức là nó xử lý nhiều thứ cùng một lúc. Em hiểu không? Em đang đọc mà. Em đang đọc thông tin, tức là em phải có rất nhiều, em phải suy nghĩ rất là nhiều. Đấy, nó gọi là xử lý nhiều việc. Nó phải là C, chứ làm sao mà em phỏng vấn được đúng không? Cái này liên quan gì đến phỏng vấn không đâu. Bài kiểm tra thì không rồi nhá. Đây không phải là bài kiểm tra. Talk sao không thể, tại vì em đang đọc mà. Tuy nhiên bài nói chuyện gì ở đây vậy? Chẳng gì liên quan gì cả. Nó phải làm nhiều việc cùng một lúc. Như vậy câu số 46 các bạn phải chọn đáp án C cho anh. Chà, 46 là C này. 47. 47 thì anh nhờ Đoan đi. 47 hoàn toàn Đoan là cho anh này. Không 47 à? Ờ, ít ở đây chỉ cái gì? Ít ở đâu nhỉ? Đây. Work 3. Ờ. Multitasking is useful in certain working environments, but it also makes it more difficult for us to read at a deep level. Ít đây chỉ gì? Sẽ là C á, multitasking. Multitasking. Multitasking tức là kiểu làm nhiều việc cùng một lúc đấy đúng không? Multi này. Okay. Multi này. Thấy làm anh toàn làm multitasking luôn. Ừ. Thực ra bây giờ bọn mình ai cũng thế mà, tức là kiểu mặc dù đang học chẳng hạn, nhưng mà đầu óc mọi người sẽ đang nghĩ về cái khác nữa. Như kiểu tối nay ăn gì chẳng hạn. Mọi người là check mã giảm giá của ăn uống, book đồ về ăn. Cái kiểu như vậy, tức là kiểu bản thân mọi người kể cả đang học trong lớp của anh nhưng mà mọi người cũng đang nghĩ về những cái khác nữa. Thì toàn là multitasking cả. Nói thật đi, bây giờ phải đang nghĩ về đồ ăn không? Phải đang đói sắp hết ra đấy rồi không? Đói anh. Đói lắm. Sẽ... anh cũng đang đói lắm, tại vì trưa nay anh chưa ăn gì. Thôi, chúng ta cũng sắp xong rồi. Cố lên mọi người. Sắp được đi ăn tổ rồi. 48B lắm. Ừ. 48 là B luôn. Inside mà sẽ là understanding. Nhưng mà ở đây mở rộng cho mọi người một chút. Đó là gain. Insights. And insights. Again, an understanding. Insight giải tư là gì em? Gain an insight. Insight giải tư gì à? Ờ, đi vào giải tư là gì? Em không biết đâu. Có với. Into. Còn an understanding đi vào giải tư là gì em? So far. Rồi, gain an understanding of something. Hai cái này là bằng nhau mọi người nhé. Gain an insight into. Gain an understanding of. Đấy. Tức là hiểu hơn về một cái gì đó. Hiểu về một cái gì đó. Đây này, câu này này. Câu này có nghĩa là gì đấy? Khi mà mọi người đọc online ấy, thì chúng ta sẽ bớt cái xu hướng là phân tích những cái gì mà chúng ta đọc. Tức là mọi người đọc lướt mà. Tại vì mọi người đọc lướt để mọi người nắm được thông tin thôi. Chứ mọi người không đánh giá, mọi người không nhận định xem là thông tin nó như thế nào. Thế cho nên là rất là khó để cho mọi người hiểu sâu những cái gì mà nội dung mọi người đọc. Tại vì là nó đang phân tích là cái đọc online là như vậy. Mọi người thói quen đọc lướt, mọi người không dừng lại để mọi người nghĩ, hay là mọi người không dừng lại để đọc từng câu từng từ một. Mọi người đọc lướt để nắm được ý chính thôi. Sau đấy thì mọi người chuyển sang đọc những cái khác. Cho nên rất là khó để cho mọi người hiểu sâu những cái nội dung. Rồi, xong 3 câu từ vựng rồi. Thế thì bây giờ mình quay lại là 4 năm trước. According to paragraph 2, when we read a page online, we... Câu này thì anh sẽ nhờ Như nào. Như chọn cho anh đi. 4 năm anh chọn là gì? Dạ, 45 là A. Ừ, em thấy em tìm đâu đấy? Ở ngay cái đoạn 2 mà dòng số 2 á. In online reading, in contrast with just reading a page, first may never be seen is because a link on
that space leads us to a basis on different space. Đúng rồi. Yes. Chính xác. Tức là nếu mà dịch tiếng Việt thì đơn giản sẽ hiểu tức là gì? Khi mà mọi người đã đọc online đúng không? Mọi người sẽ bắt đầu đọc một cái trang báo nào đấy. Nhưng mà mọi người sẽ không hoàn thiện đọc hết nào đâu. Tại vì đơn giản là đang đọc cái trang báo đấy xong đúng không? Nó lại có một cái đường dẫn, nó dẫn đến một cái bài báo khác. Thế sau rồi mọi người lại click vào bài báo khác đó, mọi người lại chuyển sang bài báo khác để đọc. Thế cho nên là kiểu nó cứ bị, nó không đọc toàn bộ thông tin bài báo. Mà đây mọi người đọc một phần thôi. Hay nói cách khác là may not finish. May not nhá, chứ không phải là do not. May not là có thể không thôi. Tất nhiên là sẽ có rất nhiều bạn vẫn làm sao, vẫn đọc hết bài báo đấy rồi. Nhưng mà sẽ có một số người thì thấy đang đọc được bài báo đúng không? Lại thấy một số link, một số đường dẫn, lại bấm vào cái link đó, sang bài báo mới. Xong về sau lại không quay lại bài báo cũ nữa. 45 như vậy là ai? Đã. Câu số 49. Câu 49 này làm việc luôn đấy. 49 này thì anh nhờ đoan đi. Thì đoan làm cho anh. Not true nhá, không đúng. Câu 49 á. Là nhưng mà D thôi không? D à? Đủ anh ơi. Mày quên hết rồi, mày xem là gì như nào. A à? Đúng rồi, phải là A. Mình thấp vì sao? Thực ra nó chính là dựa vào câu số 45 của em đấy. Có câu nó khác đấy. Khác. Ngay câu này, ngay câu số 2 của nó này. Ừ. Ở đây là gì đấy? The way we read materials on the internet, đúng không? Is very different. Nó rất là khác. Thế bây giờ nó bảo là in the same way. Khác chưa? Một cái là đọc hết, một cái là đọc sơ sơ. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, về sau thì, đấy, mọi người thấy cái câu đầu tiên của nó nhé. The way we read materials on the internet. Cái cách mà chúng ta đọc tài liệu trên mạng ấy, nó rất là khác so với cách đọc chúng ta truyền thống. Đọc cái tài liệu mà chúng ta in ra. Khác như thế nào thì phía dưới nó chính là minh họa. Tức là ngay câu đầu tiên nó bảo rất là khác đúng không? Khác như thế nào? Đoạn số 2 bắt đầu minh họa nó khác như thế nào? Đó là khi mà mọi người đọc tài liệu in ấy, mọi người đọc từ đầu đến cuối. Nhưng mà khi mà mọi người đọc tài liệu online ấy, đang đọc một phát lại click vào cái link khác, chuyển sang trang khác luôn rồi. Đấy là cái sự khác biệt. Thì không thể nào mà là in the same way được. Câu 45 mọi người làm một phát thì đến câu 49 mọi người chọn là A luôn. Mọi người hiểu. Yeah. Câu 50 cũng là một câu này nhá. Câu 50 cũng là một câu rất là dễ. Can be inferred from the passage, tức là thông tin nào được suy luận từ bài đọc. Thì đây mọi người thấy ngay đoạn này đang nói về cái gì rồi? Đọc online đúng không? Việc đọc online với cả so sánh cái gì đấy. Làm mấy câu rồi thì việc đọc online với cả so sánh đọc online với đọc truyền thống. Đây sẽ là cái bài văn nội dung của bài này. Thế thì bây giờ mọi người trước khi mọi người đọc, mọi người chọn cho anh loại đáp án, loại đáp án cho anh được. Thì câu 50 này anh sẽ đọc đáp án nào? Anh nhìn như thế nào? Năm mươi như đoạn đấy là nào vậy em? Dạ chắc là loại C. Loại C. C thì chưa chắc đâu. Loại đầu tiên phải là A này. Lý do về sao đây? Vì não bộ sẽ không đóng vai trò quan trọng trong cái cách truyền thống. Cái đọc truyền thống, tức là khi mà mọi người đọc cái này là mọi người đọc báo gì đấy, mọi người đọc báo, đọc sách truyền thống ấy, nó không cho cái việc não bộ nó không đóng vai trò quan trọng, tức là mọi người đọc không cần não. Nghe này thì sai sai rồi nhỉ? Bản thân cái A này mọi người nghe đã thấy sai, cho nên không phải đọc để tìm vào đâu, không thể suy luận được kiểu này được. Không thể nào mà cái đọc truyền thống của mình lại não bộ lại không quan trọng được, là siêu quan trọng chứ, làm sao đọc không cần não được. A là loại. B này, the traditional way of reading allows people to read at a deep level. B được không em? B loại được không? Dạ B được. B loại được à? Không, ý là chọn được. Đó, được rồi, em thấy nó đâu vậy? Chính là cái đoạn gì đó? Dạ, cái câu, cái đoạn 2, câu đầu tiên á. Ừ. Bây giờ mình đọc từ đầu đến cuối thì mình sẽ đọc kiểu như mình. Ờ, thì đấy, các bạn có thấy không? Cùng làm một câu 45 nhé. Cùng làm một câu 45, nó chuyển luôn đến 49, nó chuyển luôn đến 50. Làm tiện chưa, sướng chưa, dễ chưa? Đấy là một đoạn nhé. Còn đoạn số 2 nếu mà sau này mọi người đọc ấy, đây này. Khi mà mọi người làm việc online nhé, khi mà mọi người làm việc online nó có một cái tình huống xảy ra đó là multitasking. Tức là mọi người làm nhiều việc cùng một lúc. Khi mà mọi người đọc online ấy, thì nó khiến cho mọi người rất là khó để mọi người read at a deep level.
Cho nên là làm sao? Mọi người sẽ much less likely to analyze. Mọi người sẽ không có khuynh hướng là không có xu hướng là mọi người đánh giá hay là phân tích những cái gì mọi người đọc đâu. Đấy, đấy là cái việc đọc online. Tại vì đọc online nó có quá nhiều cái thu hút khác hay là quá nhiều việc khác để mọi người làm cùng một lúc. Thì mọi người bị multitasking. Multitasking thì nó rất khó cho các bạn đọc đọc sâu. Nhưng mà đọc sách chẳng hạn, đọc báo thì chỉ có một việc đấy thôi. Thì mọi người đọc sâu tốt hơn. Thì đang phải là bình. Và quay lại bây giờ mình chọn đáp án câu 44 nữa thôi là xong. Câu 44 này cũng rất là dễ nhé. More reading, less analysis. Đọc nhiều hơn, ít phân tích. Less reading, more problems. Đọc ít, nhiều vấn đề. Is technology changing writing? Đây nó hỏi là write, keyword là nó là writing mọi người nhé. Bài này không nói tí nào đến writing đúng không? Tại vì đang nói về reading mà. Đang nói về đọc chứ không về viết. Về loại luôn. Is reading changing technology? Cái việc đọc này có thay thế cho cái technology không? Có thay đổi technology không? Câu trả lời là không. Nó phải là technology changing reading. Chứ không có chuyện là reading changing technology. B về đây là sai. Thì đáp án bây giờ chốt hạ sẽ là cái gì? À, anh nhờ đoán đi, đoán chốt hạ. Nó là... Đúng rồi. Bởi vì nó chính là cái câu less likely to analyze này. Yeah. Vâng. Rồi, xong rồi đấy cả nhà. Đấy, mình không cần phải đọc hết cả bài rồi nhé. Mình không cần phải đọc hết cả bài. Một câu 45 nó bôi cho mình sang 49-50. Đó là đáp án. 44 là mình cũng thấy thông tin là cái phần là much less likely. Khi mà mình làm cái câu inside là mình cũng đọc cái thông tin này rồi. Chọn luôn là more reading, less analysis. Và mình nhớ đến cái đoạn số 2 nữa. Tại vì mình đang đọc mà. Mình lại chuyển sang cái bài báo mới. Chuyển sang bài báo mới thì làm sao? Làm sao mà nhớ được cái nội dung? Thì là more reading, less analysis. B về D thì lại từ đầu. Rồi, đề thi minh họa đúng không? Rất là dễ. À, thế thôi nhưng mà đừng chủ quan. Nói chung là anh không sợ mọi người làm sai vì câu khó. Anh chỉ sợ mọi người làm sai vì sai ngớ ngẩn. Cái sai ngớ ngẩn là cái sai mà kiểu nó bứt rứt hơn nhiều. Thật sự là cái sai ngớ ngẩn nó bứt rứt hơn nhiều. Còn nếu mà sai vì khó thì không đâu. Sai vì khó thì nó khó thật. Tức là mình còn có cớ để mình nghĩ. Tức là để mình bảo não bộ của mình là sai vì khó thôi thì nó khó cho nên chấp nhận. Chứ còn sai vì dễ, sai ngớ ngẩn mà mấy cái không thể cứu được. Nó dễ mà vẫn sai ấy, thì là rất là dở hơi. Thì anh chỉ sợ là sau này đề thi thật nó lại khác, nó khó hơn thôi. Chứ còn là nếu như mà nó dễ dễ như thế này thì anh sợ kiểu khác. Và nếu khó hơn thì anh sợ. Nên là đừng chủ quan. Mọi người học tốt thì tốt thật, nhưng mà đừng chủ quan. Đã. Rồi, hôm nay thì đến đây là xong rồi. Chúng ta đến giờ ăn tối rồi đây. Mia. Ăn xong nấu ngon quá, em ơi, em người muối, em đói. Rồi, off lên rồi. Off lên rồi để đi ăn rồi. Đấy, mọi người nhớ là thứ hai tuần sau chúng ta học tiếp phrasal verb nhé. Bài rất khó cho nên là không bận thì bất khả kháng thì lên học đấy. Em nghĩ là một mình luôn. Cái hôm mà học em rất là hứng thú vì anh bảo là học phrasal verb. Xong cái cô anh bảo là phải vào nhanh lập tức. Bán sáng này. Khám đấy. Và chúng nó cứ đồng ý học. Và không nhận là học. Sự. Thực ra bởi vì học toán là ấy mà, học toán đã mệt rồi chứ đừng nói là kể lúc nào cũng mệt. Thật ra em cũng thích toán nhưng mà vấn đề là kiểu sáng thì chơi xong không biết làm gì, xong tối tự nhiên là phải học, tự nhiên nó cảm thấy như kiểu là mình học hai lần ấy. Ờ, à, đúng. À, thế sáng là được nghỉ à? Sáng là cô đi ấy là nghỉ cái gì? Sáng ấy ạ? À? À. Sáng là có những lúc các cô tổ chức học thêm, còn không thể được nghỉ. À.